Chào cả nhà đã trở lại với kênh của Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Hôm nay Huyền có cái phần bún bò Huế nè cả nhà. Thì bên đây là xí quýt bò, còn bên đây là tô bún bò nha cả nhà. Đây là rau sống, còn đây là chén nước chấm nha. Thì hôm nay Huyền sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Huyền bún bò Huế xí quýt bò nha cả nhà. Và bữa hôm nay Huyền sẽ kể tiếp một câu chuyện tiếu lâm cười xỉu luôn cả nhà ơi. Bây giờ Huyền mời cả nhà ăn với Huyền nha. Cái nước súp vừa ăn ngon quá cả nhà. Cái tô này siêu bự, không biết Huyền ăn hết không nữa. Cái này Huyền ít ăn lắm cả nhà ơi. Ít ăn lắm. Ít ăn tới con gái nó nói sao mẹ ăn nhiều. Huyền mời cả nhà ăn với Huyền nha. Cái rau sống này nè, Huyền trưng bày cho có cho Huyền không ăn nha cả nhà. Ở trong này có trụm rau rồi nè, trong này có trụm mà. Cái này là xíu quách sườn nha cả nhà, sườn bò thịt không à, ngon lắm. Bữa nay Huyền vừa ăn gì, Huyền vừa kể chuyện cho cả nhà nghe nha. Hôm nay cho Huyền nói chuyện á bị lẹo lưỡi hoài cả nhà ơi. Ngon quá, rất là béo. Cái phần ăn này 85k rẻ nè cả nhà, ngon. Cái tô này là 35, còn cái phần này là 50.000 cả nhà. Thì bây giờ Huyền sẽ kể nha cả nhà. Câu chuyện này tiếu lắm cả nhà, chuyện tiếu lắm mà. Để Huyền bắt đầu vào đâu Huyền quên người ta. Để Huyền bắt đầu lại nha cả nhà. Vừa ăn tập cũng ăn, cứ quên câu chuyện cả nhà. Ăn thì ăn, còn kể chuyện thì kể chuyện. Vừa ăn vừa kể, nó không có tập trung cả nhà. Thì bây giờ Huyền sẽ kể câu chuyện nha cả nhà. Huyền kể xong rồi Huyền sẽ ăn tiếp nha cả nhà. Vừa ăn vừa kể. Sôi sạch nữa. Thì ông và vợ có rủ một chàng rể. Ông và vợ rủ chàng rể đi soi cò cả nhà, ban đêm nha, đi soi cò. Thì chàng rể trả lời với ông và vợ: cò tôi chẳng ưa. Không chịu đi soi cò với ông và vợ làm biếng, trả lời một câu: cò tôi chẳng ưa. Đó. Xong cái không chịu đi soi, tới ông và vợ đi soi xong rồi ông và vợ về làm cò ăn trong đêm đó luôn cả nhà. Làm cò ăn trong đêm đó luôn. Cái ăn trong đêm đó luôn, cái chàng rể không chịu đi soi chung, mà lên ăn thì kỳ quá, đâu có dám ăn. Đó. Thì gia đình ông và vợ ăn xong hết trơn rồi, cái tối á, cái đi ngủ, cái chàng rể này nè mới hỏi vợ á, hỏi bà xã còn thịt cò không. Hỏi bà xã còn thịt cò không, cái thì bà xã của chàng rể này mới trả lời: thịt cò còn nhiều lắm, anh mò xuống dưới anh ăn đi, nhưng mà đừng có bật bóng đèn lên nha, bật bóng đèn lên sáng tía biết đó. Đó, thì chàng rể nghe vậy cái vợ mới lấy sợi dây cả nhà. Mới lấy sợi dây buộc vô cái eo hết ông chồng, buộc vô là kêu ông chồng á mò xuống dưới ăn đi, nhưng mà đừng có bật bóng đèn, rồi ăn xong rồi phăng dây từ từ lên. Đó, thì buộc vô eo á ông chồng, rồi xong cái mới buộc vô cái góc thanh giường của hai vợ chồng đó. Đó. Thì bắt đầu cái thằng chàng rể mới đi xuống dưới ăn, đi xuống dưới ăn cái vợ đây mắc tiểu cả nhà. Cái vợ bỏ đi tiểu, mà trước khi bỏ đi tiểu á, vợ nắm cái sợi dây đó buộc qua cái thanh giường của ông và vợ. Buộc qua thanh giường của ông và vợ cả nhà. Thì chàng rể mới ăn xong rồi chàng rể mới phăng nhẹ nhẹ sợi dây đi lên, phăng nhẹ nhẹ. Cuối cùng cái phăng nhẹ nhẹ đó cả nhà lên giường ngay ông và vợ, mà chàng rể đâu có biết con vợ nó buộc dây qua đó đâu.
cái chàng ghế phan nhẹ nhẹ bắt đầu leo lên giường, cái ôm ngay cái đầu ông già vợ đi, tưởng nó đầu con vợ, ôm vô cái đầu ông già vợ cái nói vậy nè: thịt cò ngon quá em. Thịt cò ngon quá em. Thì ông già vợ mới nói vậy nè: tổ cha bay kêu bay đi bắt cò, đi săn cò với tao mà bay không săn, mà bây giờ bay xuống bay ăn, bay lên bay nói ngon hả. Thằng ghẻ lúc đó mới giật mình, mới biết mình đi thăng dây lên lộn giường cả nhà, không phải là lộn, không phải là giường của hai vợ chồng, mà cuối cùng lên ngay giường của ông già vợ. Trời ơi, lúc đó nghe tiếng ông già vợ, thằng con ghẻ quảng hồn tông chảy. Thì trong khi cái lúc mà tông chạy với cả nhà, thì cái sợi dây buộc ngang cái eo hết này nè, buộc vô ngay thanh giường ông già vợ. Thì lúc đó cái sức tông chạy á, thì vượt cái thanh giường ra mới đập vô cái lưng cả nhà. Coi như là chàng ghế chạy tới đâu thì cái thanh giường sẽ đập vô cái lưng tới đó, chạy tới đâu thanh giường đập vô lưng tới đó. Cộng dây á, cộng dây nó cái thanh giường đập vô lưng đó cả nhà. Cái thằng chàng ghế mới nói một câu vậy nè: ban đêm mà ông già vợ tôi ông sáng ghê, ông phang cái nào trúng cái đấy, phang cái nào trúng cái đấy, hay quá thì ta. Để nhà nghe cả nhà mắc cười quá vậy, tiếu lâm thật à. Ông già vợ kêu đi săn cò về ăn mà làm biếng không chịu ăn, rồi cuối cùng về rồi gình mò ăn, đi lên ngay giường ông già vợ còn ôm đầu ông già vợ còn nói: thịt cò ngon quá em. Quá tai. Cuối cùng bị ông già vợ, làm một phát bỏ chạy. Bỏ chạy xong á, giật à, cộng dây mà, cộng dây buộc vô lưng quần xong rồi chạy mạnh quá đi, thì cái thế chạy mạnh nó giật chạy luôn cái thanh giường chứ sao, đập vô lưng. Đập vô lưng mỗi phát mỗi trúng luôn. Cái trả lời anh câu: ông già vợ này ổng sát thiệt, ban đêm dây mà ổng thấy đường phang, phang cái nào trúng cái đấy, phang cái nào trúng cái đấy, hay thiệt. Đúng là tiếu lâm á cả nhà ha, mắc cười quá. Cả nhà nghe câu chuyện này có vui có hài, cả nhà nhớ cho Huyền một like, một đăng ký ủng hộ Huyền nha. Bây giờ Huyền tiếp tục ăn nữa nè, Huyền mời cả nhà nha. Chuyện tốt lắm mà cả nhà, chuyện hài kể cười chơi. Ngon rất chắc cả nhà ơi. Huyền mời cả nhà ăn cục xíu quách với Huyền nha. Cục xíu quách siêu nạc luôn nè. Cục xíu quách với Huyền nha. Quá béo. Ngon quá cả nhà. Cái này là xíu quách sườn, sườn bò cả nhà, cho nên là thịt nạc rất là nhiều luôn. Ăn suốt một hồi hộp luôn cả nhà, ngồi mới lạnh mà ăn suốt một hồi hộp. Bữa nay á, Huyền kể câu chuyện trước ở cả nhà, Huyền sợ vừa ăn vừa kể kéo dài quá, với cái vừa ăn vừa kể cả nhà, ăn xong mà mới kể thì nó dài video cả nhà, âm gan vừa ăn vừa kể. Đừng ăn Huyền đổ mồ hôi quá trời cả nhà. Kể câu chuyện xong á, nước súp mới nguội à. Chắc như Huyền xin kết thúc video nha cả nhà. Để một lát xuống video Huyền sẽ ăn tiếp nha cả nhà. Cái này là mình để lại ăn cơm nha, chứ không phải mà dư thừa bỏ ngay cả nhà. Tại vì Huyền sợ cái video Huyền nó dài mà 14, 15, 16, 20 phút là không ai coi đâu cả nhà. Làm ngắn mà các bạn coi còn không hết.
Huyền sợ làm dài quá mọi người coi rồi cũng dễ chán dễ nản lắm cả nhà, với coi cũng không có hết video, coi có 1-2 phút đi ra cả nhà ơi. Đâm ra là Huyền làm khoảng chừng 13 phút trở lại thôi. Thì cái video Huyền nãy giờ Huyền sợ dài đó, bây giờ Huyền sẽ kết thúc video nha. Thì xong rồi Huyền xuống video Huyền sẽ ăn tiếp nha cả nhà, không có bỏ nha. Bây giờ Như Huyền sẽ xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà có yêu thích kênh của Trần Ngọc Như Huyền, cả nhà hãy đăng ký like share ủng hộ cho Huyền nha. Thì cả nhà có nghe câu chuyện Huyền kể có vui và thú vị thì cả nhà cũng nhớ ủng hộ đón xem tiếp video của Huyền, coi tiếp theo Huyền sẽ kể câu chuyện gì hoặc là Huyền sẽ nói gì nha cả nhà. Thì bây giờ Như Huyền xin kết thúc video cái phần ăn này, thì Huyền sẽ lát ăn tiếp nha cả nhà. Thì bây giờ Như Huyền xin mấy bye.